Uy, no, no, Ey, no, no, no. Mặt căng thẳng thế? Không căng sao được bạn ơi, tiền mùa giải này to thế cơ mà. Mặt căng thế này lại muốn du lịch nữa đúng không? Anh em ra làm bán game vậy? Ok, mà công nhận tiền mùa này to thế, bao sau kiếm nhượng căng nét. Trời ơi,